Rồi xem SK07 di chuyển nha các bạn. Ồ kìa. Hỏi ông thấy ai có móc không ta? Do xa quá nên mình không có đưa anh đó quay được cho mấy bạn nha các bạn. Cây cối nó mọc mít bờ cho không thấy được. Mình chỉ ở đây mình quay cho mấy bạn xem thôi. Trời ơi con này làm quá đã luôn. Ở xa xa thì mình thấy có hai chiếc xe ben ở trên bờ các bạn. Giỏi quá giỏi luôn. Kiếm chỗ khác mình quay cho mấy bạn xem rõ hơn nha. Ở đây thì mấy bạn sẽ thấy rõ hơn nha các bạn. Nhưng mà ở đây thì đã bị ngược sáng rồi. Con này cần phải nói là quá dài các bạn ơi. Xế này cái gì chứ làm mà khéo lắm các bạn ơi. Làm gì ta, rửa gạo ta. À cần cái cần nó lại. Chỉ bị gì đó vậy đó. Tài xế phải có ý mới được các bạn. Tài xế lái xe cũng phải biết sửa đồ luôn nha. Chạy rồi các bạn. Chỉ xin chia các bạn ơi.